Quý vị thân mến, năm 2015 có 39 container với hàng trăm ngàn cành hoa lan vũ nữ đã được xuất sang thị trường Nhật Bản. Qua hơn 3 năm thì số lượng hoa lan vũ nữ xuất sang thị trường Nhật Bản ngày càng gia tăng và theo đó thì giá trị cũng tăng lên đáng kể. Đó chính là thành quả nỗ lực bứt phá của doanh nghiệp và chính những người trồng hoa trong hành trình vươn ra biển lớn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Khi tất cả các vườn hoa ở xứ Hoa Lâm Đồng rộn ràng sản xuất vụ Tết, một trong những thời điểm quan trọng của người trồng hoa, thì Liên minh sản xuất lan vũ nữ giữa các nông hộ với công ty Hoa Mặt Trời vẫn sản xuất đều đặn như nhịp điệu thường nhật. Bởi hoa của những hộ nông dân ở đây có đầu ra ổn định quanh năm. Mọi kế hoạch từ sản xuất đến tiêu thụ đều đã được tính toán kỹ. Bà con nông dân không còn phải chịu điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Khi vào Lâm Đồng thì thấy là Lâm Đồng có một cái khí hậu rất là tốt và cây hoa cũng rất là đẹp. Thì từ đấy là tôi cũng có cái suy nghĩ là sẽ trồng hoa ở Đà Lạt. Nhật Bản thì đầu tiên thì họ có một cái văn hóa chơi hoa và họ rất là thích những cái màu vàng như hoa lan vũ nữ. Và thị trường Nhật Bản là thị trường khó tính nhất. Chúng tôi cũng nhắm tới thị trường Nhật Bản và sau khi vào Nhật Bản được thì hàng của công ty xuất khẩu qua các cái quốc gia khác rất là dễ dàng. Hiện tại, công ty Hoa Mặt Trời đang liên kết với hơn 50 hộ nông dân của huyện Đức Trọng và Di Linh để trồng một số lượng lớn lan vũ nữ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, thị trường vốn nổi tiếng khó tính trên thế giới. Hiện có khoảng 200.000 chậu, mỗi chậu có thể cho các 6 cành một năm, đã cho thu hoạch thường xuyên. Các lô hàng được xuất đều đặn bằng đường biển, giá cả được quyết định bởi sàn đấu giá OTA tại Nhật Bản. Lan vũ nữ xuất sang Nhật có thể đem lại lợi nhuận rất cao. Với giá bán thấp nhất, trừ hết mọi chi phí, mỗi năm, một hộ nông dân có thể thu về ít nhất khoảng 2 tỷ đồng một hecta. Công ty Hoa Mặt Trời thì anh Sơn đã chung đã thực hiện cái mô hình này về khởi nghiệp nông nghiệp này cũng đã hơn 20 năm, cũng như rất nhiều kinh nghiệm, cũng như là cái mô hình của anh bây giờ cũng đang liên kết hơn 50 hộ dân và xuất khẩu cái sản phẩm hoa vũ nữ đi nước Nhật và đạt chất lượng hàng đầu so với các nước trong khu vực và Đài Loan. Khi đã kết nối giao thương được với thị trường Nhật, phía doanh nghiệp và nông dân Việt Nam đã học được cách cần tuyệt đối đảm bảo uy tín để hợp tác chặt chẽ và lâu dài. Đó cũng là nền tảng vững chắc để lan vũ nữ Lâm Đồng xuất hiện và có chỗ đứng trên nhiều thị trường khác như Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia.